Đàn ông mà, ông nào không mèo mỡ. Thấy ông nhà chị cũng đạo mạo, tôi tưởng chị may mắn hơn tụi tôi chứ. Ai dè. Thôi chết. Đỡ người ta vậy, mau lên. Cô ơi, cô có sao không vậy? Để Hoa đưa cô vô nhà thương nha. Tại vì Hoa có việc gấp, phu xe của Hoa kéo nhanh quá nên tránh cô không kịp đó. Dạ em không sao. Hoa biết rồi. Dạ, dạ lỗi tại em. Tại em đi đường không giọng nó nên mới đụng phải ông. Xin lỗi. Hoa biết rồi. Thôi thôi, để Hoa đưa cô vô nhà thương nha. Mình đi nha cô. Dạ. Cô lên xe ngồi đi. Cẩn thận đó. Từ từ thôi. Cô là người ở Bạc Liêu luôn hả? Dạ, tuy nói là người ở Bạc Liêu nhưng thời gian em sống ở Sài Gòn phần lớn là để đi học. Em mới thi đậu bằng thành chung, bây giờ về ở nhà với má là bà chủ hào. Nhà có hai má con à, cho nên má trông em về dữ lắm. Thôi để em đi pha trà cho thầy. Thôi được rồi. Đưa được cô tới nhà là Hoa yên tâm rồi. Cô giữ sức khỏe đã. Dạ. Tạm biệt cô. Dạ thầy. Dạ thầy về. Anh không chịu đi chơi với em gì hết à? Bộ anh sợ em làm mất mặt anh hay gì? Lần nào gặp nhau cũng lén lén lúc lúc. Em chán cảnh này lắm rồi. Em muốn đi chơi, em muốn đi ăn nhà hàng, em muốn đi coi hát. Em á, cũng biết Hoa đã có vợ rồi. Lỡ ra ngoài sợ người ta nhìn thấy rồi đàm luận này nọ. Hoa chỉ sợ điều tiếng làm em giận. Chứ Hoa thì đâu có nhầm nhò gì. Xạo đi. Là anh sợ tiếng đồn tới tai bà nhà thì có. Em đâu có đòi hỏi danh phận đâu. Nhưng em là con nhà đàng hoàng. Không lẽ suốt đời em gặp anh trong bóng tối, sau lưng nhà người ta sao? Thôi, đừng khóc nữa, làm lòng Hoa đau lắm. Em muốn đi đâu Hoa đưa em đi. Thiệt hả? Anh nhìn kìa, ruộng lúa xanh mướt hả? Bên kia nữa kìa. Ê bà, cô có đây anh hả? Dữ vậy, ông đi với ai mà thèm ăn vậy? Tôi đâu có biết đâu. Thấy hai người á giống như quen nhau quá hả? Bé cổng rồi đó. Chứ còn gì nữa. Thôi mình đi. Tôi mà biết như vậy á thì tôi không có qua kể cho chị nghe đâu. Chị khóc, chị buồn rồi ảnh cũng đâu có biết đâu. Đàn ông mà, ông nào không mèo mỡ. Ông nhà tôi á cũng chim chuột đủ bề. Ban đầu á thấy ông nhà chị cũng đạo mạo, tôi tưởng chị may mắn hơn tụi tôi chứ. Ai dè. Có ngỡ đâu. Con xin hai cô. Hai cô có thấy là má con đang khóc hay không? Hai cô đừng nói nữa. Sao cháu nói chuyện hổn hào vậy? Đúng là cha nào con nấy mà. Má, hồi sáng nay cha con ở bên tiệm để kiểm hàng. Cả tiệm có rất nhiều người làm chứng. Má tin con đi. Cha không có phép phân thân. Má, hai cô đây chắc là nhìn lầm người rồi đó. Tụi tôi có lòng tốt á. Tụi tôi mới qua, tụi tôi kể cho chị biết. Vậy mà chị để cho con gái chị á nghĩ xấu về tụi tôi. Nó nghĩ tụi tôi đặt điều cho cha nó hay sao á. Thôi từ đây về sau á tụi tôi không có qua đây chơi nữa đâu. Thôi đi về bà. Ừ. Bực mình.